Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin hướng dẫn đến cho anh em lắp cái cụm bơm vào. Thì là một số anh em là hay thay cái loại bơm xăng hoặc là hay thay cả cái bộ bơm xăng. Thì khi mà anh em lắp cái bộ này để anh em gá ốc vào thì anh em gặp như rất nhiều khó khăn. Thậm chí có những anh em toát mồ hôi không vào được. Mà anh em lắp không chuẩn không vào được thì nó dẫn đến là bị giò xăng, bị chảy xăng anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái cách lắp mà rất chi là nhẹ nhàng. Trên các cái trang mạng xã hội thì mình thấy một số anh em cũng hướng dẫn cho anh em lắp cái cụm bơm này vào rồi. Nhưng mà mình thấy anh em hướng dẫn nó cũng chưa khoa học mà chưa nhàn lắm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến cho anh em. Thì việc đầu tiên là khi mà anh em lắp á, thì anh em phải cho một ít mỡ bò vào cái gioăng cái sim trong này. Tôi đã bỏ vào trong này đây anh em nhé. Tôi đã cho một lớp mỡ bò mỏng đây, anh em nhìn thấy này, xung quanh đã có những lớp bò mỏng tôi đã bỏ vào rồi. Thì là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một cách lắp rất chi là nhàn anh em nhé. Đây, anh cầm máy như thế này cho em, anh cầm như thế này, máy như thế này này, tự động lên hết nhé. Đấy, đừng có rung tay. Đấy, thì khi mà anh em bỏ một lớp mỡ bò vào vòng quanh cái sim, anh em miền Nam gọi là sim, và anh em gọi miền Bắc gọi là cái rong đấy anh em, cái rong đấy. Thì anh em cho một ít mỡ bò vào, sau anh em đặt một bên vào như thế này cho mình, có nghĩa là một bên này là vào hẳn luôn, còn một bên này cao như thế này thì anh em kệ nó, anh em cho một cái bắt vào bình thường đây nhá anh em nhá, anh em nhìn nào. Đấy, anh em vào cho một bên vào hẳn này, rồi một bên cao như bình cao bình thường, anh em vào lại hoàn chỉnh để một bên. Mình xin chú ý cho anh em nhìn xem là mình lắp có lâu không anh em nhé. Anh em nhìn cái thứ cái dây anh em đang xem video và anh em xem là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì tôi đã lắp hoàn chỉnh cái này. Đây, anh em vẫn chắc lại như bình thường này. Đấy, chắc lại bắt đầu như bình thường. Còn bên này nó cao lên thế này thì bây giờ sẽ như thế này. Đây. Khi mà anh em nó vẫn chắc được một bên như thế này, còn lại một đầu thì anh em sẽ dùng cái típ 8, cái T8, hoặc anh em cứ dùng cái vật gì cũng được, anh em dùng cái vật gì cho nó ok cũng được. Rồi anh em tiến hành anh em đẩy vào. Xong, đơn giản như vậy thôi anh em, rất nhanh, rất khoa học anh em nhé. Như vậy là đã xong rồi, anh em đẩy một phát thế là xong rồi. Còn việc còn lại bây giờ thì là anh em sẽ tiến hành anh em lắp cái này lại nữa là xong. Thế anh em thấy mình làm có nhanh không? Rất chi là nhanh. Đấy, thì anh em nào mà thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình, lần sau mình ra những cái video hay hơn. Sau đây là một số cái mặt hàng mà nhà mình kinh doanh trên cái số Zalo. Anh em chú ý xem tiếp video để anh em tôi quảng bá vài cái mặt hàng mình đang kinh doanh các cái đồ nghề sửa chữa xe máy anh em nhé. Qua video chia sẻ đến cho anh em cách lắp cái bơm xăng trên những cái dòng xe Honda, thì nhà mình đây có một số cái mặt hàng đang kinh doanh các cái đồ nghề sửa xe, thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em từng cái sản phẩm một để anh em tham khảo. Anh em nào cần cái sản phẩm nào thì anh em cứ gọi vào cái số điện thoại mình đang để trên màn hình, hoặc anh em vào trực tiếp Zalo. Ở đây chỉ là một số những cái sản phẩm mình đưa lên cho anh em xem thôi anh em nhé. Còn các cái sản phẩm khác nữa thì nhà mình đang còn rất nhiều, mình không thể quay hết cho anh em xem được. Anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm thì anh em cứ vào cái Zalo mình đang để cái số điện thoại trên màn hình, mình sẽ anh em vào đó anh em sẽ xem biết được giá cả và các cái sản phẩm khác nữa anh em nhé. Thì đầu tiên mình muốn chia sẻ đến anh em đó chính là cái bộ van cạo giật bi. Loại này là loại đặc biệt anh em nhé, loại này là loại đặc biệt này, loại này là loại đặc biệt, nó rất chỉ là xịn, đặc biệt thì nó rất chỉ là đắt. Đây mình sẽ quay chi tiết rõ cho anh em xem này. Đây là bộ cáo giật bi, anh em giật bi bánh, bi lắp, bi âm, bi lốc nồi, xe ga, anh em giật được hết anh em nhé. Tiếp theo nó là một cái rắc đọc lỗi thủ công, rắc này để anh em kết nối cái vào anh em đọc xóa lỗi thủ công trên cái dòng xe Honda. Một số anh em hay kết nối sai thì kết nối thủ công bằng sợi dây điện thì nó hay dẫn đến chết IC, nên anh em có cái rắc này thì anh em kết nối nó yên tâm hơn, gọi là rắc đọc xóa lỗi thủ công. Tiếp theo nữa là đến cái bộ khẩu lồng 3 khẩu dành cho xe Honda. Anh em có cái bộ khẩu lồng này thì anh em ít phải tháo nhựa, anh em vẫn bắt cái càng ra, bắt phốt ra rất là dễ. Hầu như anh em chỉ tháo mình cái mặt nạ thôi thì anh em vẫn được nó ra rồi. Hàng này cũng rất là xịn anh em nhé. Đấy là gọi là 3 khẩu lồng của xe Honda. Tiếp theo nữa là
hai khẩu lồng của xe Yamaha anh em nhé, vặn bắt phốt của xe Yamaha. Thì bản này là bản cải tiến, hai khẩu này cải tiến thì nó sẽ lên giá rồi. Đấy, anh em thấy cái bộ cũ nó không có cái đai đằng ngoài, nhưng bộ này nó có cái đai đằng ngoài mà nó to hơn. Hàng cũng rất chi là xịn anh em nhé. Đấy, cũng rất chi là xịn. Đây là hai khẩu lồng vặn bắt phốt của xe Yamaha. Tiếp theo là đến cái khẩu vặn ốc nồi côn xe ga, đó chính là khẩu 3941 và khẩu 3446 anh em nhé. Thì cái này là cái ốc này nó rất chi là bằng, anh em vặn cái ốc móng ốc nồi côn xe ga rất chi là tiện lợi. Loại này cũng hàng rất chịu nhé anh em nhé. Tiếp theo là đến bộ vam bộ cảo bô đăng điện trên cái dòng xe Yamaha. Loại này thì tuyệt vời anh em ơi, bảo hành cho anh em trọn đời luôn anh em ạ. Mình bán rất nhiều rồi anh em nhé. Đây là gồm có hai cái đầu khẩu để bảo vệ cái trục cơ trục biên, và gồm có 6 con ốc, 3 con ốc bằng thép và 3 con bằng inox. Đây chính là bộ vam bô đăng điện của xe Yamaha. Tiếp theo nữa là mình giới thiệu đến cho anh em, đây chính là cái vam bô đăng điện của dòng xe Honda Trung Quốc và Uây Tàu anh em nhé. À tôi xin lỗi, bộ vam bô đăng điện của xe Honda và xe Tàu anh em ạ. Đây có cái đầu để chống bảo vệ trục cơ. Tiếp theo là cái bộ neo, neo và AB. Neo này thì anh em xài với những cái dòng xe VS110, còn AB thì anh em xài tất cả cái dòng xe ga của xe ga của Honda anh em nhé. Neo này, neo này AB110 này, AB tôi xin lỗi, VS110. VS110 cũng một số đời là dùng với chung với loại Uây Honda, nhưng mà đa số là xài chung với neo anh em nhé. Đây chính là vam bô đăng điện của neo và tất cả các dòng xe ga Honda. Tiếp theo là đến cái bộ của thằng này là chính là thằng Harate và Attila FI anh em nhé. Riêng cái thằng này là không có đầu khẩu trống anh em nhé, thằng này là không có đầu khẩu trống, còn các hàng khác thì có đầu khẩu trống thì mình chia sẻ đấy cho anh em rồi. Thằng này là thằng Harate và Attila FI anh em nhé, cả bộ đăng điện. Tiếp theo nó là đến cái thằng Piezo. Đấy, Piezo, cả Piezo thì nó cũng có hai đời, đời V3 và 3V và đời 2V anh em này, cả bộ đăng điện của dòng Piezo. Tiếp theo nữa là mình muốn giới thiệu đến cho anh em, đó chính là cái bộ làm miệng xúc bắp anh em nhé. Gồm có hai cái đầu bằng hợp kim này, dao bằng hợp kim rất chi là cứng, rất chi là sắc, và gồm có hai cái cây này, đây chính là bộ làm miệng xúc bắp anh em nhé. Tiếp theo nữa là mình muốn chia sẻ đến cho anh em, tiếp theo sản phẩm tiếp theo là chính là cái vam chén cổ anh em nhé. Vam chén cổ là tất cả là 11 bát, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 11 bát. Anh em vam bát phốt cho tất cả các dòng xe anh em nhé. Tiếp theo nữa là bộ cáo giật bi. Loại này là hàng chất lượng anh em ạ. Hàng chất lượng chứ không phải là giống cái bộ đặc biệt bên này. Bộ đặc biệt bên này thì giá nó rất chi là cao. Còn bộ này thì nói chung là nó hơn những cái hàng sắt đen trên thị trường anh em nhé. Đây chính là loại cáo giật bi, loại chất lượng. Tiếp theo nữa là đến cái bộ đóng cabin vỡ. Trên một số cái bánh xe thì cái vòng bi khi khách hàng người ta đi lâu nó sẽ vỡ, anh em đóng cái áo bi ra thì rất là khó. Còn đây là chính là cái bộ đóng cabin vỡ, nó có 4 đầu nhưng đóng được khoảng độ 6-7 cái loại cỡ bi anh em nhé. Tiếp theo là bộ đóng mặt càng. Bộ đóng mặt càng hàng rất là đẹp anh em nhé. Đóng mặt càng thì mình đã có nhiều video chia sẻ đến cho anh em rồi. Tiếp theo nữa là đến cái máy đọc lỗi. Máy đọc lỗi này là máy MST phiên bản tháng 4 năm 2020 anh em nhé. Gồm có một thân máy, một cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng máy và tất cả là 17 cáp. Máy 3 trong 1, vừa là máy chuẩn đoán lỗi, vừa là máy giả lập cảm biến, vừa là lấy mã khóa thông minh anh em nhé. Khóa thông minh SmartKey đấy anh em ạ. Tiếp theo là đến cái bình hút dầu thăng đĩa. Bình này là bình xả e dầu thăng đĩa nhanh lắm anh em ạ. Anh em bất kể cái loại thăng đĩa gì, anh em xả e chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ là xong anh em nhé. Tiếp theo nữa là đến cái khẩu, đến cái súng vặn vít hàng Boss, hàng zin anh em nhé, hàng xịn luôn anh em ạ. Anh em có cái này thì anh em vặn rất là nhanh. Nó gồm có một thân máy này, hai mũi vít và một cái dây sạc, và không có cục sạc anh em nhé. Hàng này là hàng zin 100%, cam kết hàng zin, hàng Boss chính hãng 100%, sai mình đền bù 5 triệu đồng anh em nhé. Tiếp theo là đến cái bộ đồng hồ đo áp suất bơm xăng. Đồng hồ đo áp suất bơm xăng nhà mình thì hàng quá chứ là ok rồi. Đấy, dây của nó này, trên thị trường có loại hàng nhái, anh em để ý cho kỹ nha anh em nhé. Tất cả các cái đầu kết nối bằng đồng, anh em kết nối cho tất cả các cái dòng xe. Đai ốc siết anh em này, đai ốc siết John Secure, Sim Secure. Và cái, tất nhiên là cái đồng hồ rất là đẹp anh em nhé. Đồng hồ nhà mình, đồng hồ này thì rất là đẹp. Đây, rất là đẹp, rất là xịn.
Đấy chính là đồng hồ đo áp suất bơm xăng. Tiếp theo là đến đồng hồ đo áp suất bằng đốt. Áp suất bằng đốt cũng là rất chi là xịn, đồng hồ khô và đồng hồ bơm áp suất bơm xăng là đồng hồ dầu. Đầy đủ tất cả các đầu kết nối bằng đồng anh em nhé. Đấy. Thì đây là một số cái mặt hàng mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Anh em quan tâm đến cái sản phẩm nào thì cứ gọi vào cái số điện thoại mình sẽ cung cấp cái sản phẩm đó. Hàng thì nhà mình ship hàng toàn quốc và anh em kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền anh em nhé. Xin chào anh em.